Hello các chị đẹp, hôm nay là ngày Chủ nhật, cũng như thường lệ sau 9 giờ chị em mình sẽ cùng nhau làm đẹp, và mình sẽ có rất nhiều chị em ở khắp nơi cùng nhau làm đẹp với nhau. Mà cái hôm nay cái chủ đề của mình là săn sóc da tại nhà thời Covid, nó hơi lạ một chút xíu thôi. Rồi, xin mời các chị nhé. Dạ, xin chào các chị. Chào cả nhà Facebook. Chào các bạn. Rồi, bây giờ trước khi mà làm thì mình như thường lệ mình rửa mặt trước nè ha. Biết rằng bữa này ai cũng ở nhà, nhưng mà tại hồi giờ mình cứ làm cái giờ này rồi cho nên mình giữ nguyên cái giờ này. Vẫn làm giờ này là tại chưa có ai đi ngủ. Rồi, mình rửa mặt đi. Mấy chị có khỏe không? Có gì mới không? Hello các chị. Hello Linh. Hai chị Hoa, hai chị Trinh. Dạ, em rửa mặt đi nha. Chị Trinh hình như mình vẫn trong mấy mươi giây. Có ai tin không mà làm da mặt quên cái máy Lumi Spa không? Cái máy rửa mặt cái step 1 á là rất là quan trọng mà lại quên. Ok, thôi bây giờ mình cùng làm với mọi người nè. Mấy chị ơi, mình có thể mình vừa rửa mặt mình vừa chào nhau nha. Mấy chị có thể là cho mọi người biết là mình đến từ đâu không ha? Ok, mình trước nhé. Mình là Trinh, mình đến từ Cherry Hill, giữa bang New Jersey. Mình Ái Hoa ở gần nhà chị Trinh. Hello các bạn, mình tên là Tina Minh Châu Nguyễn, mình đến từ Oklahoma, tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Hello cả nhà, Thủy ở Montreal, Canada. Thủy đã rửa mặt rồi, chúng mình đi thẳng trực tiếp cho cái máy ủi này luôn. Ồ, chị Thủy rửa mặt rồi hả, hèn chi. Hello chị Lam. Hello các bạn. Hôm nay mấy chị em mình là lên trên này để làm đẹp. Lúc nào mình cũng làm đẹp vào cái giờ này. Nhưng mà trong cái lúc này thì mọi việc nó gần như là nó dừng lại đó. Thành ra là tụi mình nó là cũng có là vừa mình cũng vừa làm đẹp nhưng mà cũng muốn cái rất may nhớ là tụi mình cũng có cái cơ hội, cái này cũng là một cái kinh doanh của mình đó. Nè, sao đây? Nên đó là mình vừa làm đẹp nhưng mà mình làm đẹp. Mẹ đang quay video con ôn con. Mình chia sẻ cho mọi người để mà cùng. Hello em chào. Chào vào ông mừng. Hi Hương. Hello Hương. Giỏi quá. Okay. Em làm dần dần. Chị Tín cho chị Tín Nam Minh Châu bữa này còn đi làm không hay ở nhà? Bên đó họ phải đóng cửa không? Chỗ làm chị? Ở bên tiểu bang của mình á thì chỉ khuyến khích là mỗi đề nghị là mỗi người ở nhà đều ở nhà, chỉ ra đường khi nào mà cần thiết á, tức là ví dụ như là mình đi ngân hàng hay là đi chợ hay là đi đổ xăng, còn nếu mình không có việc thì cần thiết á thì ở nhà thì cũng nhà hàng rồi các tiệm nail rồi cũng có một số cơ sở như phòng tập gym rồi đó thì cũng đóng cửa trong cái thời gian này nè. Nhưng mà cũng rất may á là khi nào với lại các chị ở đây nè thì mình cũng có một cái kinh doanh
mình đang kinh doanh, cái cơ hội kinh doanh này thì cũng giúp cho mình là hiện giờ mình mặc dù ở nhà nhưng mà mình cũng có thể là chia sẻ cái công việc ở trên cái social media đó các bạn. Dạ. Yeah. Thì đây cũng là một cái để mà mình cho nên tối nay mấy chị em vừa rủ làm đẹp mà cũng là muốn đây cũng là cái cơ hội vừa là kinh doanh nữa, vừa làm đẹp mà vừa có tiền đó nha. Làm cho mình đẹp và mình có tiền phải không chị? Mình chia sẻ với mọi người cùng làm đẹp với mình và mọi người cũng cùng có thu nhập thêm giống như mình luôn. Rồi tí mình đang rửa mặt. Nói tiếp. Dạ. Thì trong trong cái tình hình bữa nay thì tất cả mọi nơi mọi người đều ở nhà. Hello chị Phấn. Ai cũng ở nhà rảnh rỗi. Chị Hoa, cái này mình bấm số 4 trước không chị? Đúng rồi em. 4 xong mới tới số 3 sao? À hả? Thì đâu cứ quên. Mình thoa đèn thoa xong mình bỏ đều treo lên mặt xong mình bấm số 4. Dạ. Hello mấy chị ơi, hôm nay mình có nhiều chị lắm nè. Hồi nãy thì mình có chị Nguyễn, chị Minh Châu, có Ái Hoa với mình giới thiệu thôi. Còn mấy chị ở nơi khác mình có thể giới thiệu tiếp đúng không ạ? Cho mọi người biết mình từ đâu tới không mấy chị? Dạ em xin giới thiệu, em là Linh, em ở Cherry Hill, New Jersey. Hello Linh. Dạ em rất là vui khi mà được tham gia làm đẹp với các chị em ngày hôm nay. Vậy em thấy thì mà mình được duy trì được cái thói quen như vậy thì rất là tốt. Tại vì thường là mình làm đẹp một mình đó, mình rất là lười. Các chị đi làm chung như vậy đó, thì mới là xuyên mình sử dụng được cái này mà giữ được cái da mình không có bị lão hóa. Dạ, đó là cái điều mà em rất là thích. Linh, Linh nói đúng đó, bình thường bữa nay không có đi làm á, ở nhà ai cũng mê phim hết xong rồi ngồi ghiền phim này không chịu dứt cái bộ phim ra để đi làm đẹp đâu. Dạ đúng rồi đó. Còn có người mê ca hát nữa. À, có người mê hát. Nãy giờ mình im lặng nghe, Mê mê phim mê hát quá quên làm đẹp luôn à bây giờ. Có người mê nấu ăn nè, có người mê ca hát nè, nhưng mà không quên vô làm đẹp là tốt đúng không? Đúng vậy. Dạ đúng rồi, thì tại phải có cái nhóm vậy đó mà chị mình mới là nhắc nhở được. Hồi nãy người nào mê hát đó, bây giờ hát một câu thử được không ta? Thế hát là Facebook like quá trời luôn mà. Vậy hát một câu chí. Mình giới thiệu chưa xong mà mình hát thì có một câu vậy chị. Cái này hơi lặng nè. Chị Minh Châu ơi, đi về đường cũ chị. Quay về. Kinh doanh này mà em
benefit rất là nhiều nơi và ngồi ở nhà thế này mà mình có thể làm đẹp được đấy. Vừa được làm đẹp vừa biết chuyện của thế giới đúng không? 88. Đóng cửa toàn bộ cửa hàng rồi, tất cả những cái cửa tiệm hết. Em đây em ngồi trong quán nhưng mà em đóng cửa em làm thôi. Hôm nay có chị Kim Lâm nè, lâu ngày lần đầu tiên, hình như lần đầu tiên lên làm đẹp với chị em mình nè. Đúng rồi, chị thì lớn tuổi rồi, chị cũng lộn xộn lắm, không có được trôi chảy giống như các em. Thì học được đến đâu làm đến đó thôi. Chị ơi, chị ở đâu ạ? Chị ở tiểu bang nào chị nè? Chị ở Florida mà. Dạ em biết chị mấy lần mình lên Zoom với nhau nhưng mà lần đầu tiên chị đến đây làm đẹp với tụi em. Dạ. Tại vì nhập chị ở bên Cali. Dạ dạ dạ. Thì giờ làm đẹp của các mấy em thì giờ này nó cũng phù hợp với chị, ra có khi chị cũng làm được, rồi có khi không. Chị thì thích các em nói chuyện vui vẻ thì chị ham nghe thôi. Welcome chị, hy vọng gặp chị mỗi chủ nhật. Cảm ơn em. Chị thì chị lười lắm, già rồi không cần làm đẹp nhưng mà chỉ cần có sức khỏe. Chị làm về ra mấy tay chị bị dụng về quá chị mắc cỡ. Có ai mới đầu mà giỏi đâu chị, phải tập chứ. Làm từ từ riết thì giỏi thôi. Nhưng mà em thấy chị làm đẹp á, em thấy chị làm đúng mà chị Kim Lan. Dạ em thấy chị làm đẹp lắm á chị. Dạ cái tay chị nhuyễn luôn mà. Chị cảm ơn em khen chị nha. Chị biết không, tại vì tụi em cầm cái máy này là 5 năm hơn rồi chị. Cái máy này á, không phải là em làm cho tụi em không, mà tụi em đem cái máy này, cái dụng cụ này vô làm cho khách hàng ở trong tiệm của mình nè. Hoặc là em làm khi mà gọi là demo đó, mình làm cho người ta đó chị, để cho người ta thấy. Nhiều khi có người họ nghe thôi chứ chưa bao giờ họ được trải nghiệm, cho nên tụi em làm thường xuyên lắm. Em nghĩ như vậy thôi. Mà em thấy nếu như mà cái này chỉ cần làm đều đặn với làm đúng là nó có hiệu quả à. Là cái chữ MB mê lắm. Chị thì chị mới tham gia đây, chị mới làm mấy. Thực ra cái vấn đề làm đẹp thì chị cũng thích, nhưng mà không có duyên làm trong tiệm như mấy em. Chị không có làm việc nhiều người, chỉ làm cho mình và một mình với một vài người khác thôi. Còn các em may mắn là được có tiệm, thành ra chăm sóc được khách hàng, rồi làm việc có thêm khách hàng, thêm thu nhập, thì chúc mừng mấy em. Cảm ơn chị. Chị không biết sao mà chị ủi cho hết cái nọng nè. Chị một tuần chị ủi 3 lần đi. Chị làm 3 lần đi chị. Dạ chị làm 3 lần đi. Và em nó thấy, em thấy nhiều người làm lắm. Ở trong đây có nhiều chị lắm nè. Hôm nay như hôm nay có chị mình không thấy chị Lan Fraser vô hả? Chị Lan đó, có chị Lan đó. Chị Lan hôm nay sao im lặng vậy? Tại hôm nay im lặng với chị Lan. Em muốn chị Lan chia sẻ là bây giờ chị Lan nói chị Lan có cầm chữ V, cái mặt của chị Lan gọn lại luôn nè. Còn chị Lan đâu rồi? Chị Lan có chia sẻ được. Lan đây, rồi mời chị nè. Ok. Hello cái chị Kim Lâm. Chị Lâm, chị Kim Lâm. Chị nói già em không chịu đó. Chị cảm ơn em. Lớn tuổi. Hậu 70 rồi. 70 gọi là già chị không nghe nói hả? Không có tuổi nào già hết chị. Già cũng phải cần đẹp chị. Ví dụ như tới gửi người ta nói ô bà này già, bà ba đẹp, đẹp lão. Phải không? Chứ bà chị đâu có thể mà nói là mình già là để thôi, mình không có khe cái nhan sắc của mình. Ở trên đời này mình sống hả, một thời giống như là một thời trẻ là mình đã vì gia đình
rồi có chồng cũng vì chồng vì con rồi vì cháu, rồi bây giờ mình có thời gian thì mình phải làm đẹp với chị, chứ là mình đâu có thể nào mà mình để mà mình nó hại không có đặt khe cái body của mình hay là cái nhan sắc của mình, tính sức khỏe là trên hết, nhưng mà cái nhan sắc của mình cũng quan trọng để mình tự tin hơn. Ví dụ như em á, làm gì nè, kẻo lên thì cái nọng nó thì mình phải làm, thì người ta nói một câu á là nuôi con thì mau lớn, thì giống vậy thôi, thì mình cũng giống vậy thôi, thì mình cứ làm mỗi ngày như vậy. Ví dụ như nếu mà chị có thời gian thì chị làm nhiều, còn chị mất thời gian thì làm một ngày một tuần ba lần, hay là các ngày chị làm cũng được. Nếu như chị có thời gian rảnh đó, cái chị ra chị làm là cách ngày làm, em cách ngày em làm, cách ngày em làm. Nhưng mà tại vì em muốn làm mỗi ngày cũng được, nhưng mà cái da của mình nó cũng phải có cái sự đàn hồi giống như nó vậy. Đừng có nhiều quá thì cũng không có tốt, mà ít quá thì cũng không có, nó cũng không có làm cho cái da mình thẳng hơn. Cho nên mình cách ngày làm được rồi, mà mình làm thường xuyên như vậy thì cái da, cái mặt của mình nó sẽ tự nó bay đi. Giống như ngày xưa cái càng của em á thì nó bằng thẳng với nhau, chứ nó không có giống như giờ nó nhìn nó nhọn nhọn, nhìn thấy nó cũng hay hay. Bởi mình khen này nhá. À, chị nói đi, chị già với mấy em, chứ còn chị cũng chưa sợ già lắm. Chị già là chị lớn tuổi hơn các em thôi, chứ chị sợ già nó không, sợ là mình nói mình già, nhưng mà nó đã già thiệt theo số tuổi rồi, mà người mình muốn trẻ giống như chị Thu Tâm vậy đó. Dạ, giống như em ấy thì chị hả, ai, cái chữ đó em sợ nhất nghe. Em sợ nghe cái chữ đó nhất. Trời, sợ thì xin ủi đi. Cho nên đó anh... À, bây giờ anh... cái tuổi chỉ là con số thôi mà. Hả? Giống như là nếu mà anh chị nào hiện giờ là đang coi ở trên live á, thì cứ ở trong đây, người nào đẹp hay là người nào mình thích, mình cảm thấy mà mình mến người đó, mình thích người đó, mình muốn chia, mình muốn người đó chia sẻ với mình, hoặc là mình muốn chia sẻ với cái người đó, thì mình chọn người để mình làm bạn, vô đây kết nối với nhau, để mình san sẻ với nhau và đồng thời làm đẹp với nhau. Lên đây làm vui lắm, làm biến không có được đâu. Ví dụ như trong group mình rất là vui, có thể mình mua cái máy gì mình luyện ở đó, nhưng mà mình khi mình mua cái máy về mà mình vô trong này mình thấy ít chị em thôi, trời ơi người nào cũng đẹp hết. Tại sao mình mua cái máy mình không làm cho bản thân của mình để làm đẹp? Thì cái đó tự động mình sẽ nhảy vô mình làm. Và mình làm, khi mà mình làm mình thấy con người của mình đó, hả, nó khác hẳn, nó đẹp lên. Cái hạn như có chồng, chồng nói rồi vậy thôi, sao nay thấy con bà vợ tại sao mà đẹp quá vậy ta? Bà vợ thấy khác, em thấy khác với em. Trời ơi sao nhìn thấy, sao em nay em khác quá vậy? Sao nay em thấy em lạ, trẻ ra, đẹp ra, hay tươi ra. Là mình có cái nguồn cái năng lực mạnh lên rồi mình á hả sẽ làm, mình không muốn để cho mình xấu, mình thấy mình đẹp được rồi. Giống như ngày xưa Lan cũng làm biến lắm nha, Lan mua cái máy này cũng rất là lâu, cái máy ủi thì rất là lâu, nói sự thật làm biến lắm. Và khi hả 2-3 tuần mới làm một lần, nhưng mà khi mà Lan vô á hả là có chị em làm đẹp chung với nhau, thì Lan thấy nhất là cái hoa với lại Trinh, là với muối với lại chị Phan á, chị Phấn phấn là bắt đầu thấy nói trời ơi mấy người này sao tự nhiên sao cũng da đẹp, da đẹp hơn mình cũng tốt, mà tại sao mình không có làm giúp người ta, tại sao mình nó hả ăn mặc mình không bằng. Cho nên vì cái đó mà thúc giục để mà mình làm, biết không, để mình làm để cho mình có cái gương mặt của mình nó sáng sủa và có gương mặt của mình nó tươi sáng ra. Khi mình đi chùa ai cũng nói ồ chỗ Lan hôm nay Lan tươi mặt tương quá, Lan thấy mặt gọn quá, không có giống như cái cạp cũng còn nữa, cái nọng cũng bớt đi, nó nhẹ đi. Mình cảm thấy mình có cái lòng tự tin hơn. Và đồng thời ông xã mình nó hả, mỗi khi bây giờ nói chuyện hả mà ổng lấy rình ổng nghe coi tiếng được ông ở đập bà nữa. Ghen nè ha. Ổng nhìn ổng gì hồn coi cho mình nói chuyện với được ông ở đập bà, cái tiếng được ông ở đập bà. Đó là cái đó lòng cái tự tin của mình hơn. Cho nên ha, nếu mà anh chị em nào cảm thấy trong đây người nào cũng đẹp hết, đúng không? Nếu mình cảm thấy mình thích người đó, mình liên lạc với người đó, để mình vô trong đây, để mình tự làm đẹp, mình làm đẹp bản thân mình không, không có làm biến, không có tin. Dạ, nếu mà mình nói hả vô trong này, mình thấy người ta đẹp, thì dĩ nhiên mình cũng muốn mình đẹp, không ai muốn mình xấu hết, đúng không mấy chị em? Chính xác. Đó là phần Lan nó mở là chia sẻ với anh chị em. Thank you chị Lam.
Không, chị nhìn thấy qua đi mà da mặt ít nó đẹp hết trắng. Hi, chị Lan. Dạ, cảm ơn chị. Thấy do mình hát á, thì xưa nay mình không có xài cái này. Từ lúc biết được cái máy này, mình xài mình thấy mình rất là thích. Thành ra mình nghĩ là nào giờ mình không làm thì da mặt mình càng ngày càng thấy càng ngày nó càng xuống khác. Thành ra mình làm thử thì thấy wow, rất là tuyệt vời. Thành ra từ đó là bắt đầu mình xài cái này luôn. Xài và mình rất là mến, tại vì đó, mình không cần đi phẫu thuật ở trên đó. Đó, cái đó là mình thích cái chỗ đó, không cần đau đớn gì hết, mà mình vẫn làm, vẫn được cái sự trẻ trung của mình, nhằm rất thích mến. Mà không những vậy nữa, mình vừa xài mà mình còn được kiếm tiền nữa, tại sao không muốn, phải không? Thank you chị Muối. Em thấy cái da mặt của chị Muối nó căng đẹp lắm. Chị Muối ở đó nói là ở dưới cái bọng mắt của chị Muối vừa bị nhăn mà nó vừa cái bọng nó rất là nhiều luôn. Em nhớ nha, cách đây mấy năm về trước đó, khi mà mình gặp chị Muối với chị Phấn, mình giới thiệu chị Phấn, chị Muối nói với mình vậy là: trời ơi chị ơi, em không có biết xài mỹ phẩm là gì đâu, em không có biết gì hết luôn á. Nhưng mà từ một người mà không bao giờ xài mỹ phẩm mà bây giờ chị Muối rất là giỏi về vấn đề mỹ phẩm. Rồi chị Muối có nói là chị Muối không có nói chuyện hay là mình không có quen á, mà bây giờ khi mà chị Muối có chuyện, chị Muối dạng dữ mà chị Muối thay đổi rất là nhiều. Từ một người mà sống khép kín, chị Muối bây giờ coi như là rất là thân mật cởi mở với tất cả mọi người. Một cái điều mà em thấy ở chị Phấn, ở chị Muối rất là nhiều ha Ái Hoa, chắc ở đây không ai biết chị Phấn, chị Muối nhiều bằng Trinh với Ái Hoa. Dạ. Hình như của mình nó không chạy thì sao, nó cứ đi bộ. Giờ này mấy chị xong mà mình chưa xong. Còn em xong rồi. Ừ. Em khi nào nó đi nhanh không biết sao. Ừ. Mai mốt á, chắc có lẽ mình giới thiệu tên lại nha. Cái này nó hơi vui vui nè. Thí dụ như bây giờ mình nói là cái thời COVID mình giới thiệu tên nha. Chẳng hạn như là tôi tên là Trinh, ở nhà lâu bụng sẽ sình. còn Ái Hoa giới thiệu đi. Ái Hoa. Ái Hoa là gì ta? Hoa. Tôi Linh là Hoa, ở nhà bo loa suốt ngày. Dạ, yeah. Ok, tôi đây là Ái Hoa, tôi không dám đi xa. Ok, chị Minh Châu ơi, có chị Minh Châu nè. Làm đẹp thôi, chị Ngọt ơi. Chị Ngọt, cái bên kia cái chị Ngọt. Lờ Linh. Ok, chị Minh Châu của mình đâu rồi ta? Mình, bởi vì đó là lý do tại sao mà chị Minh Châu đang nói chuyện. Chị Minh Châu đang nói chuyện sợ luôn. Chị Minh Châu ơi, chị Minh Châu có tên nè, tôi tên là Thi Nà Minh Châu, bây giờ tôi không dám đi đâu. Chị Trà My xong đúng rồi, unmute chị. Xong hết mùa dịch này á là tên mình là Tina Minh Châu, lúc nào mình cũng muốn là cùng nhau làm đẹp và cùng nhau nói xuân bình đi chứ, nói xuân bình đi chứ. Mai mốt em nói, mai mốt làm là xong 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 cái đợt dịch này á, mọi người lăn đi làm hết, không có ai đi bệnh, không có ai lái xe hết, tại vì xe nó chật không vô nổi đâu. Ở nhà ăn quá trời luôn. Trời ơi, sao bữa nay mình hơi biểu á, mình thôi đắp luôn mặt nạ đi. Lâu lắm rồi em không đắp cái mặt nạ đó kìa, để em hôn. Em lựa em làm cái mặt nạ xanh rồi. Sao mà mình lay bằng cái phone đó, nó bị đứng lại hoài, nó cứ bị nhảy nhào mà. Cái xích nổ nó yếu hả chị? Cái xích nổ bên chị kia nè nát, cái kia nè nát cái chị nhắm. Nó nhảy nhào hoài. Dạ, cái nát thì nó nhảy rồi, bấm cái gì xong lại mà nó cứ nhảy cái dao. Rồi, mình đã xong cái phần ủi da, bây giờ mình tới cái phần mặt nạ. Như các chị bên kia thì... Dạ,
chị ơi, như vậy thì em đắp mặt nạ xong em để khô là xong, là em rửa mặt lại và em dùng các nước skin care rồi xong là đi ngủ rồi đó. Dạ. Em đi ngủ ơi, à, em nhớ đi ngủ, em tắt cái microphone lại. Chị hello. Hello, dạ, chị bạn. Mời chị Minh Châu nè. Dạ, chị nói đi. Em muốn chị chia sẻ cái mặt nạ nè. Ok. Các bạn, mình đó là mình làm trước đấy là mình làm cái Louis spa. Tiếp đến đó là mình làm cái facial spa. Và sau đó là mình đắp cái mặt nạ, thì cái mặt nạ ở bên công ty của mình á là có rất là nhiều loại. Có thể là cái gel mình đắp lên rồi sau đó khoảng 15 phút mình rửa mặt. Nhưng mà riêng cái mặt nạ, nó có một cái loại mặt nạ nữa, nó là giống mặt nạ mình đang dùng, là mình đắp lên khoảng 20 phút để cho nó thẩm thấu vô, sau đó là mình lấy ra thì mình massage. Nó làm cho cái da mình á là nó cool, nó recover hết những cái mình mới dùng facial với lại Lumi Spa đó, để làm cho cái da mình nó là nó trở lại, nó vừa căng và nó thẩm thấu nhiều hơn. Rồi mình có một cái mặt nạ nữa nó đặc biệt hơn, đó là thao đó. Thì cái mặt nạ đó các bạn để lên mặt đó, mình có thể là sau đó, tại vì cái máy facial đó là mình dùng đầu tiên là số 4, lần thứ nhì á là mình dùng số 3, và cái mặt nạ đó là mình dùng số 5. Mình đi trên cái mặt nạ khoảng 5 phút, rồi sau đó mình để khoảng 20 phút thì mình lấy ra và mình massage sau đó để cho nó thẩm thấu vô trong hơn á. Nhưng mà hôm nay thì khi này dùng cái mặt nạ này 20 phút thì mình tháo ra rồi mình massage thêm để cho nó thẩm thấu. Chị Tina ơi, hôm nay chị xài cái loại nào mà tại sao hôm nay chị lại chọn cái loại mặt nạ này? Hôm nay á nó là self care á, mình không có mất cái mặt nạ mà nó là sợ self recovery, đúng rồi, cái self recovery. Tại vì hôm nay á là chắc ở các bạn ở trên này thì cũng có người dùng cái mặt nạ như trên á, chỉ dùng cái mặt nạ là bằng cái gel tiếp. Mình dùng cái mặt nạ này tại vì đợt trước á mình có dùng cái mặt nạ thao mát rồi. Cho nên là không có, để lần sau đi mình dùng cái mặt nạ đó mình sẽ đi cũng là cái máy lúc nãy đó các bạn, mình đi trên cái khuôn mặt của mình, năm mình bấm số 5 và mình đi 5 phút. Thế cái mặt nạ này đó Trinh, cảm ơn Trinh có hỏi cái câu hỏi về cái này, tại vì cái này các bạn nó rất là tiện mỗi lần mà khi nào đi công việc ở đâu xa, ví dụ mình đi máy bay hay là mình đi đâu đó đó, thì mình hay để cái này trong cái giỏ của mình. Thì mỗi buổi tối sau khi mình rửa mặt cái mình có thể để cái này lên, thì cái da của mình nó không có bị khô, nó rất là ướt. Nói chung cái này là khi nào rất là thích, lúc nào cũng dùng, cũng có nó trong giỏ hết. Mình cảm ơn chị Thina Minh Châu. Mình đồng ý với chị cái loại mặt nạ này, tại vì cái này là cái loại mình xài đó chị, cho nên mình thấy chị xài và nó wow để mình hỏi chị. Thật ra đó, thì cái loại mặt nạ này mình xài khoảng một tuần mình xài một lần, nhưng mà mình xài như thế này có thể là mình xài sau cái này một mình đó, thì mấy hôm mình rửa mặt bằng cái Lumi Spa xong, nếu mà mình không có xài cái máy ủi này ha, thì trước khi mình đi ngủ đó mình lười như vậy nè, mình lấy cái mặt nạ này ra mình xài. Rồi tại vì trong cái mặt nạ này nó có rất là nhiều cái chất ở trong đó, thành ra nó nhiều cái chất dư lắm. Chị biết mình làm gì không, tại nó quá nhiều nên mình mê lắm. Đúng rồi, mình sử dụng là mình để lên cổ nè, mình để lên cho cái chỗ nào, đúng rồi, cái chỗ nào mà mình rất là thích á, tại vì cái nước nó rất là mịn. Khi mà chị biết còn cái nữa chị, mình đắp lên mặt nạ mình ngủ quên chị ơi, mình đắp lên cái mình đầm cái mình ngủ luôn, đến lúc mình giật mình thức dậy thì nó khô nó rớt, đáng lẽ là khoảng 20 phút thì mình lấy nó ra mà nó mới đi, cho nên mình hay quên, nhưng mà nó rất là thoải mái như chị nói, nó rất là tiện luôn á. Cái này nó có nhiều chất dưỡng ở trong đó, cho nên khi mà cái da mình đặc biệt khi mà khô hoặc như chị nói chị đi xa đó thì mình ngủ không có đủ hoặc là mình hốc hác á, thì cái nạ này nó điều chỉnh lại cái độ ẩm, dạ cái độ ẩm á, độ ẩm như vậy, cho nên mình thích lắm. Sáng ngày hôm sau hả là thấy cái da mặt của mình nó mịn trơn mà mình thấy cái độ ẩm của nó mình rất là thích. Đây là cái loại cái của mình. Cho mình nói thêm cái trả lời của Trinh á, thì cái này đó các bạn,
là mình dùng, tại vì ở trong cái bọc này khi mình lấy ra nó còn nước nè, nước nhiều lắm, thì mình có thể mình đắp lên và mình dùng cho những cái vùng cổ hay là cái tay. Cho nên là các bạn thấy tay của Tina là hơn ngoài 50 nhưng mà nó không có gông gì hết mà nó lắm o nè, chứ tức là mình vuốt đó, mình vuốt ngược lại nè các bạn, đừng có vuốt đi ra mà vuốt ngược lại. Cho nên cái tay mình nó, tại vì sau khi mình dùng cái này cái tay mình nó lắm o gì đó, mình nói theo cái từ dân gian là lắm o. Dạ yeah, cái mặt nạ này mình cũng xài qua rồi mình thích lắm. Dạ yeah. Chị Trà My, em nhớ là trong này chị Trà My có cái mặt nạ mà hồi nãy Tina có nhắc là thao tác á. Chị Trà My chia sẻ về cái mặt nạ đó đi, buổi sáng chị nói đó. Nói sao đó chị Trà My? Dạ à, mình đó thì không có cái mà mình dùng của mình đó. Cái này là mình rất là sợ. Mặc dù mình không có cái cây sọc sau mà má mình vẫn là nó cũng cao có cái cằm sau đó cái mặt ai khô như thế. Em nhớ rồi, cái máy bên chị nó cái âm thanh nó sao không nghe. Nghe chưa, nghe được không? Nghe được rồi chị. Chị nói là cái da, em nhớ rồi đấy, chị nói cái da giống như em bé vậy đó. Dạ lúc đó em nghe tới đó mà không nghe thêm cái gì. Cái tại sao một thời gian mình xài cái power mặt da mặt của mình đó, nó cái ướt là thích luôn á, mà nó rất là mà cái mình trước da của mình phải thành cái da mình rất là khô, cái tật này nó cái bên của chị Trà My á, nó giật giật nghe không có rõ. Ừ, cái máy nghe không có rõ, cái signal yếu. Signal bữa nay nó không có. Rồi, em cảm ơn chị Trà My nhé. Em cảm ơn chia sẻ của chị về cái loại Power Mask. À, cái loại này không cần phải dùng cái máy ủi như chị nói mà có thể để thẳng lên luôn và chị rất là thích đúng không chị? Dạ, sau đây chị là bên chị nó hơi bị choạng, nó cái mạng nó còn yếu đó, cho nên mọi người nghe không rõ lắm, nhưng mà em nghe được cái câu chuyện của chị rồi, em cảm ơn chị nhiều nhé. À, bây giờ sau cái phần mà đắp mask như là chị thế nào bên Châu thì mình không cần phải rửa mặt nữa, mình không cần phải giữ loại khác, thì em nghĩ là đã đủ rồi, thì mình đã có một cái da mặt đẹp tự tin trong những ngày sắp tới phải không chị? Còn như là mình á thì mình sử dụng cái loại mặt nạ dưa leo này, thì sau khi mà mình thấy nó khô rồi thì mình sẽ đi rửa, và sau khi đi rửa đó thì mình sẽ dùng loại dưỡng da. Đây cả nhà ha, các anh chị có chuyện gì thì cứ kể nha, mình chạy đi mình rửa mặt chứ mình rửa đồ chút xíu nhé. Rồi mời các chị đẹp. Hello chị Trà My. Đó, hỏi tôi xài cái mặt nạ đó đó. Xài một tuần lễ xài một lần hay là sao chị? Một tuần lễ khi nào mà tiêm á thì hai tuần, có khi nào mà em tuần em xài có một lần á. À, một tuần một lần vậy chị có xài cái máy phi sồ không? Thì em nghe nó cái
nghe mấy chị chia sẻ là cái cam mát đó, nó mình có thể xài chung với cam máy cây sầu phải không? Dạ okay. Chị Phấn. Dạ. Hello chị Phấn, chị Phấn hay chị Muội vậy? Muội. Chị Muội. Dạ. Em không biết sao mà bữa nay cái loa của chị Trà My không có nói được á. Em tiếp lời cho chị Trà My nha. Yeah. À, tức là cái này đó chị Phấn, là mình nó cái palm mask á, là mình dùng á, là nếu mà chị dùng cái facial này nè chị, thì sau khi chị đi số 4 rồi số 3 rồi chị dùng cái số 5 á, chị đi cái này lên, chị đi lên 5 phút cho nguyên cái mặt của mình, 5 phút nha chị Phấn, số 5 và 5 phút. Nhưng mà mình dán lên xong rồi bắt đầu mình mới đi hả? Dạ. Số 4 chứ. Số 3 giống như mình hơn. Chị ơi, cái đi facial là mình đi số 4, là đợt đầu rồi mình đi số 3, phải không? Rồi sau đó đó chị đắp cái mask này lên. Chị đắp cái mask lên xong rồi chị mới bấm cái máy này số 5. Số 5 thì chị đi 5 phút trên khuôn mặt. Yeah. Vậy là mình đi facial bình thường, xong rồi mình bỏ mask lên. Dạ. Yeah. Vậy là mình không có xài cái gel xanh hả? Dạ, yeah, thưa không, nếu chị đi cái này thì không đi cái đó. Còn riêng chị Trà My chia sẻ thêm á, là chị có thể dùng Lumix 3 xong rồi là chị dùng cái mask đó cũng được. Dạ. Dạ, mask đó anh chưa có xài qua thành ra. Cái mask đó rất lắm chị Phấn. Chị Phấn biết chị Trà My, tại vì cái loa chị không nói nghe đó. Dạ, chị Phấn, chị Trà My nói với em là cái đó nó, cái da nó giống như da bé gì đó, mà khách hàng của em người nào cũng nói. Tại vì chị Trà My chị mê là chị xét cái ADR đó, cái gel với lại cái đó mỗi tháng đó chị, rất là good, very good, chị mê lắm. Dạ. À, cảm ơn chị. Dạ, không biết sao cái loa của chị Trà My nó không nghe được hết, thành ra em rút lời. Dạ. Dạ, thank you mấy chị. Chị Tina Minh Châu, cho mình ra cái chỗ này chút xíu nha. Sau khi mình sử dụng cái máy này rồi, và trước khi mà mình xài cái mask, nó gọi là power mask, mình có cần phải đi rửa mặt sạch hay không, rồi mình mới đi thêm số 5 hay không? Cái lúc đó là mình phải rửa mặt thật là khô, mình mới bỏ cái mask lên, rồi mình mới đi số 5. Thì trên cái máy á, là số 5 á, là nó có 2 phút thì mình bấm 2 lần, số 5 mình đi hết mình bấm thêm lần nữa. Yeah. Đúng rồi, em quên là phải nói là khô đó. Dạ, dạ, thank you. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn. Em hỏi tí chị Tên em chị Nà chị. Chị Nà. Dạ. Mình bỏ, trước khi mình bỏ cái mask lên, mình có cần xịt cái môi trường miếng không? Dạ thưa không, chị rửa khô, dạ không. Dạ, ok. Chị rửa cho thật khô cái mặt đó, để khô rồi xong chị đắp, chứ không có xịt gì. Ok, thank you chị. Dạ. Dạ, thank you chị. Đè mấy chị thấy không? Đắp cái đó ra, đắp cái đó xong cái mặt phiêu đã. Em kho lên cái tay đó, mấy chị thấy cái tay em nè. Dạ, cái đó em có dùng em nhé. Cái đó mặt đã đó em thích lắm. Em thích lắm chị Phấn, cái mặt thích lắm. Mặt nạ chị Trà My thì em chưa xài qua, nhà em không biết nhà xài. À. Thank you mấy chị chia sẻ ha. Dạ, có gì cảm ơn chị rồi đó. Một lời mát khác nữa rồi. Chị ơi, cho em hỏi chút. Hỏi đi Hương. Em ở thị trường Việt Nam ấy, thì em dùng cái máy Galvanic Spa, cái mặt nạ Power Mask ấy, thì em cũng mới sử dụng. Em cũng mới sử dụng thì nên chạy số mới là con chị. Số 5 em. No, ở bên cái Galvanic Spa. Galvanic em không biết, Galvanic sao chị ai mà Galvanic mà không biết. Mình không đánh Galvanic không để ý. Nhưng mà như em biết đó là dùng điện âm á, thì không biết là bên kia phải có phải bên đó nó dùng cái ấy không? Tại vì bên này thì chị tin là nói số 5, nhưng mà theo như em làm thì em làm số 4. Cái bên Việt Nam mình không biết đâu. Bên cái máy facial á, phải cái facial em làm số 4. Của bên Việt Nam hay bên Mỹ? Bên Mỹ. Bên Mỹ em làm số 4 mà. Em làm số 4. Chị nói cái power mask đó hả? Cái power mask á, dạ, em làm số 4. Cái power mask thì họ hướng dẫn hết là số 5, mà còn mình không biết mình làm số 5 không thôi á. Em hỏi là số 4 hả? Dạ. Em hôm trước em chưa đã dùng bao giờ cái mặt nạ power mask đấy.
thì nó cũng mới có ở tại Việt Nam. Thế nên em chả biết, em chạy số 3. Cái dòng điện số 3 là 5 phút đây cho chị. Cho cái máy dùng Vanix đi. Hình như ở bên đó, Hương ơi, ở bên đó thì mình không có biết là hình như bên bố mình sợt cái số 4, số 3 bên đó là số 2, số 1 phải không? Ừ, đúng rồi chị. Bên em là số 2 và số 1. Số 2, số 1, bên này là số 4, số 3. Cái đó cần check lại. Vâng, thế rồi em cảm ơn các chị. Thì như trong này mình Hương xài Galvanic thôi, còn ai cũng xài Safe Facial hết mà. À, có chị Thủy. Chị Thủy kìa. Canada cũng là Galvanic mà. Chị Thủy dùng Galvanic hả chị Thủy? Chị Thủy đâu rồi á? Chắc đi rửa mặt rồi có không thấy. Mình sẽ gửi lại cái video xài về cái gàn Havoc nha. Mình có cái video hướng dẫn hết á, sẽ rất là rõ ràng của công ty. Thì bây giờ các chị em mình đang dưỡng da rồi. Mỗi người xài một cái mask khác nhau. Như cái loại của Trinh thì sẽ phải đi rửa lại. Nhưng mà cái loại mặt nạ như mình mới vừa đề cập, gọi là Power Mask á, sử dụng với lại cái máy đó, hoặc là cái mặt nạ nó gọi là Recovery Fruit đó, của Celltrax đó, của chị Tina đang xài, thì mình không cần phải rửa lại. Bây giờ mình chỉ có sung sướng gỡ nó ra, mình đánh massage và đi ngủ mà thôi. Thì cái chương trình của chị em chúng mình đến đây kết thúc rồi. Bây giờ tới cái phần dưỡng da, dưỡng ẩm, thì các chị có thể sử dụng cái loại nào mà các chị thích nhất. Nhưng mà đối với mình mà hai cái loại mình thích nhất thì nói về dưỡng, mình có tới ba loại mà cái máy mình không có mang xuống đây. Đây là cái Future Serum, một trong những cái serum tuyệt vời luôn. Cả gia đình mình xài, ai cũng mê cái này hết. Nhất là những chị của mình lớn tuổi hơn mình, thì cái da của các chị mình thì cái độ đàn hồi đó, tức là cái lão hóa nó nhiều hơn mình, cho nên khi các chị của mình xài thì nó rất là thấy hiệu quả rõ ràng hơn. Có nghĩa là khi mà da mình càng già thì thấy nó càng rõ, mà những cái da mình còn đẹp thì mình không thấy nhiều, bởi vì da mình đã đẹp sẵn rồi, cho nên thay đổi thì nó không có khác lắm. Sau khi mình xài cái serum này xong á, mình sẽ xài cái Pearl. Cái này gọi là cái giọt nước thần True Face Essential Ultra. Mình gọi là cái giọt nước thần cho nó tiện. Thì sau đó mình sẽ để một cái viên này lên thôi. Mà mình thấy cái viên nhỏ xíu này phải không? Đủ cả cái khuôn mặt của mình luôn. Cho nên nó rất là hay. Cái này là tại vì nó có chất cái chống lão hóa là một, chứ nó tạo cái chất mà collagen trên cái da của mình đó, cho nên nó rất là đặc biệt dành cho những người mà bị da nhăn, da sệ, da mình bị lão hóa, thì cái viên nước thần này rất là có hiệu quả và thấy rõ ràng luôn. Cái này bà chị của mình lại mê nữa, những cái chị lớn tuổi này mình trong gia đình mình rất là thích. Bỏ lên cái mặt mình nó săn luôn nè, nó bóng lưỡng nè. Yes. Ok, thì đó là các chị, đó là cái những cái gì mà chị em mình làm ngày hôm nay. Có nghĩa là mình có thể làm dưỡng da tại nhà, mình có thể chia sẻ, mình có thể học hỏi, mình có thể nối kết. Và qua những cái chương trình như vậy, mình cũng có thể là kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. Và đặc biệt là trong cái thời gian này mình không ai ra đường hết, một số công ăn việc làm bị gián đoạn, thì nó rất là tiện lợi, mình mới thấy được là cái hiệu quả công việc làm ở nhà và làm qua cái công ty của mình, nó có những cái sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu trong thời gian này. Không những là về cái da mặt mà trong đó có nhiều sản phẩm về sức khỏe mà mọi người mình đang rất là cần nha. Rồi các chị có cái gì để bổ túc thêm hay không, mình mời mấy chị. Cảm ơn chị Trinh, cảm ơn các chị cùng tham gia làm đẹp hôm nay. Nếu mà ngoài các chị trên Facebook mà ai có máy thì xin mời tham gia với chị em chúng mình vào mỗi tối chủ nhật vào 9:30 tối nha. Còn trong thời gian này thì trong thời gian đang còn ở nhà vì dịch
Thì theo như Ái Hoa biết là chỗ nào cũng đang ở nhà hết, mấy chị nào mà ở nhà mà luyện trưởng mà chán hoặc là cảm thấy muốn làm cái gì đó để mà chiếm thời gian, có thể liên lạc với chị em chúng mình để tìm hiểu thêm cái công việc kinh doanh tại nhà làm sao, chỉ cần một ngày 1 đến 2 tiếng thôi mình cũng có thể kiếm thêm tiền trợ, tiền thu nhập cho gia đình trong những lúc đang ở nhà mà họ chưa đi làm. Thì nếu mà mấy chị mà có nhu cầu thì cứ liên lạc cho mấy chị em trong đây nhé. Rồi, vậy thôi, xin chào cả nhà, chúc cả nhà buổi tối ngủ ngon, các chị các nước khác thì ngày làm việc vui vẻ, hay không đi làm việc thì ở nhà học và chắc nấu ăn quá, mấy chị chắc nấu ăn quá. Ok, xin chào. Okay. Bye bye, chị. Bye bye.